Ông không biết nên đi khám ở đâu vì quá xấu hổ. Bạn của ông sau đó đã khuyên ông nên dùng sản phẩm viên nang nheo thai Pertier. Ông ban đầu cũng nghi ngờ về sản phẩm này bởi ông đã sử dụng qua rất nhiều loại thuốc bổ. Nhưng ông quyết định dùng thử một lần để hy vọng phần nào đó chữa được chứng liệt xương. Sau 4 ngày, ông trở nên năng động hơn và vợ ông đã hỏi tên sản phẩm ông sử dụng bởi ông khác hoàn toàn với trước đây. Và cũng từ thời điểm đó, bệnh liệt xương của ông đã được cải thiện và ông bắt đầu sử dụng viên nang Pertier thường xuyên hơn. 8 tháng sau, triệu chứng bệnh tiểu đường đã biến mất. Mắt, chân và tay của ông đã được hồi phục. Ông có thể với tay ra sau lưng để tắm. Và khi ông đi bộ, bê vật nặng, leo cầu thang, ông không còn gặp bất kỳ đau đớn nào. Chứng da nhợt màu của ông cũng biến mất và ông cảm thấy khuôn mặt mình trông đã khá hơn. Ông không còn gặp đau đớn khi đi bộ nữa và da của ông đã trở về bình thường. Ông đã từng rất sợ lạnh và cần hai tấm chăn, nhưng giờ đây ông không còn sợ tắm trong nước lạnh và thậm chí ông có thể bật điều hòa và quạt khi đi ngủ. Lượng đường trong máu của ông đã giảm từ 11 xuống còn 6 đến 7,8. Sau khi hồi phục, ông đã giới thiệu sản phẩm đến bạn của mình, những người đang bị tiểu đường, rụng tóc, bệnh xương và tất cả đã biến mất do sử dụng viên nang Pertier. Ông cũng muốn cảm ơn viên nang Pertier vì cơ... Ông Khoi trước đây luôn cảm thấy khó khăn vì ông bị bệnh đau cơ. Các cơ trên lưng của ông bị lõm và ông luôn cảm thấy toàn thân đau yếu. Ông đã đi điều trị ở khắp nơi, dùng cả thuốc đông và tây y nhưng không có hiệu quả. Các bác sĩ đã phải kê đơn thuốc giảm đau cho ông và ông cũng đã nhờ đến chuyên gia chỉnh hình nhưng không có kết quả. Thậm chí, các bác sĩ cũng đã khuyên ông không cần phải đi chữa trị gì nữa vì bệnh của ông không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, ông không từ bỏ và dành rất nhiều thời gian, công sức để chữa trị. Thậm chí, ông đã sử dụng thuật châm cứu và massage truyền thống của Đông Y. Một ngày, đứa con riêng của ông đã khuyên ông nên sử dụng viên nang Pertier. Ban đầu, ông do dự vì nghĩ rằng sản phẩm này quá đắt. Nhưng với sự động viên của người thân, ông bắt đầu sử dụng viên nang. Sau khi sử dụng được một lúc, ông bắt đầu cảm thấy đau đớn và quyết định ngừng uống. Tuy nhiên, người con riêng của ông khuyên ông nên tiếp tục dùng và giải thích rằng điều này là hoàn toàn bình thường. Sau khi bị đau toàn thân khoảng 2 tuần, chân của ông đã hồi phục khoảng 80%. Động lực đầu tiên để ông sử dụng sản phẩm này là để chữa trị chân của mình. Và sau khi sử dụng 3 hộp viên nang nhau thai Pertier trong 3 tháng, cơ lưng của ông cũng đã hồi phục trở lại. Tay và chân khỏe, linh hoạt hơn. Trước đây, ông chỉ có thể đứng được 5 phút. Và bây giờ, ông không những có thể đứng trong thời gian dài, mà còn có thể đi mua sắm. Ông có thể đi du lịch Hồng Kông, đi bộ rất nhiều ngày và leo các bậc thang. Làn da cá sấu trên chân ông cũng trở nên mượt hơn. Mặc dù ông nghĩ sản phẩm viên nang Pertier là hơi đắt, nhưng ông vẫn nghĩ rằng số tiền đó không là gì so với sức khỏe đã hồi phục của ông. Tôi bị bệnh ung thư vú. Tôi không thể tin được mình mắc căn bệnh này. Tôi uống nhiều thuốc bổ hơn bất kỳ ai. Tôi luôn để ý đến sức khỏe của mình bởi gia đình tôi có tiền sử bệnh ung thư. Mẹ của tôi đã qua đời năm 2000. Lúc đó, thuốc bổ không đủ để cứu sống mẹ tôi. Tôi đã suy sụp rất nhiều. Vào năm 2003, bác sĩ kết luận tôi bị bệnh ung thư vú. Tôi vẫn không thể tin được. Lúc đó, tôi đã đến bệnh viện Island để tổng kiểm tra sức khỏe và họ chẩn đoán tôi bị ung thư vú và rằng tôi phải cắt bỏ đi một bên vú của mình. Tôi bảo với bác sĩ rằng tôi không thể cắt bỏ, bởi vì như vậy tôi sẽ chết.
Vị bác sĩ hỏi tôi lý do và tôi nói với ông rằng, bởi hồi còn trẻ, tôi luôn luôn rất tự tin. Nếu ông bảo tôi phải cắt bỏ một bên vú, tôi tin là tôi sẽ chết, không phải vì bị bệnh ung thư, mà tôi sẽ chết vì phải đối mặt với một bên vú đã bị cắt bỏ. Vì vậy, tôi tự nhủ rằng tôi phải thoát ra khỏi căn bệnh này và phải tìm mọi cách để chữa bệnh. Sau khi được giới thiệu sử dụng viên nang nho thai Petia, ban đầu, thực sự tôi không tin sản phẩm này, bởi khi lần đầu tiên biết đến nó, tôi đã tự hỏi rằng, sản phẩm này là gì? Tại sao mọi người phải trả tận 8.888 đô la Malaysia cho nó? Tôi trở về nhà sau cuộc họp, nhưng sản phẩm này vẫn ở trong tâm trí tôi. 4 đêm liền tôi thức trắng, và rồi tôi gọi lại cho người bạn của tôi, khi nào về thì mang cho tôi viên nang Petia nhé. Sau 4 ngày sử dụng viên nang nho thai Petia, trong 4 ngày sử dụng viên nang Petia, trước đây tôi có một khối u lớn trên vú. Sau 4 ngày sử dụng, khối u đã mềm đi và tôi nghĩ, nó đã làm cách nào vậy? Tôi sử dụng thuốc bổ đã 10 năm rồi. Trong 8 năm bị ung thư, tôi đã nỗ lực rất nhiều, sử dụng rất nhiều loại thuốc bổ. Một bên vú của tôi thì bình thường, bên kia lại rất cứng. Khi tôi sử dụng sản phẩm được 1 tháng, tôi thực sự rất hạnh phúc vì những khối u nhỏ trên vú của tôi đều đã biến mất. Tôi thường đi massage. Tôi không ngần ngại massage bên phía tôi bị ung thư. Tôi phải tìm ra một loại sản phẩm tốt. Sau 1 tháng, các khối u nhỏ đã biến mất. Ban đầu, vú tôi như một khối u cứng. Tới nay, tôi đã sử dụng sản phẩm này được 3 tháng. Tôi luôn nỗ lực tìm kiếm thuốc chữa bệnh trong 8 năm qua. Giờ vú tôi đã hồi phục được 70%. Hiện tại, tôi đã mãn kinh. Nhưng họ nói rằng viên nang nho thai Petia sẽ khiến tôi có kinh trở lại. Tôi nghĩ điều này là không thể. Nhưng thực sự, sau khi sử dụng được 3 tháng, tôi đã có kinh nguyệt trở lại. Vậy bạn có nghĩ nó là một sản phẩm tốt không? Tôi có một điều hối tiếc. Mỗi khi tôi nghĩ về căn bệnh của mình, đầu tiên là tôi nghĩ về người mẹ của tôi. Nếu mẹ của tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay, tôi nghĩ tôi có thể báo hiếu với mẹ bằng việc giới thiệu cho bà sản phẩm này. Giờ đây, tôi thực sự rất hạnh phúc bởi tập đoàn Reway đã sản xuất ra sản phẩm này. Nó đã giúp tôi hồi phục sức khỏe. Tôi cũng hy vọng rằng tất cả mọi người đều có thể sử dụng sản phẩm này, không chỉ cho sức khỏe. Tôi tin là nó có thể mang lại cho mọi người niềm hạnh phúc. Đừng đợi đến khi bạn bị bệnh. Không phải tất cả mọi người đều có thể chịu đựng được. Mọi người thật may mắn khi được sử dụng sản phẩm này. Đây là những gì tôi thực sự cảm nhận. Tôi đánh giá quá cao sức khỏe của mình. Tôi hơn 50 tuổi và hàng ngày vẫn chơi tennis với bạn của mình. Và tôi bị thương ở xương sống. Xương sống thứ 5 và thứ 6 ngực của tôi cũng bị thương. Dây thần kinh của tôi chèn lên, vì thế chân của tôi rất yếu. Và nó khiến tôi bị đau nhức đã hơn 20 năm rồi. Sau khi sử dụng sản phẩm 1 tuần, tôi thực sự cảm thấy rất khác. Tôi cố gắng leo cầu thang. Tôi chậm chậm từng bước đi lên, sử dụng tay vịn cầu thang để hỗ trợ. Sản phẩm này thực sự rất tốt. Tôi đã chữa trị hơn 20 năm, dùng cả thuốc Tây y, Đông y, massage, châm cứu. Tôi đã sử dụng mọi cách nhưng vẫn không thể chữa trị cái lưng của tôi. Tôi nghĩ sau khi sử dụng sản phẩm này, tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Vì tôi muốn khỏe lại càng nhanh càng tốt, nên từ 1 viên, tôi bắt đầu tăng lên uống 2 viên.
Cuối cùng, tôi tăng liều dùng lên 4 viên. Trong một tháng, tôi cảm thấy vô cùng đau nhức. Đau không kể xiết. Vì vậy, tôi gọi điện cho người khuyên tôi sử dụng viên nang nho thai Pertier và mắng anh ấy. Có vấn đề gì với sản phẩm mà anh khuyên tôi uống vậy? Tôi cảm thấy rất đau đớn. Anh ấy nói tôi đừng sợ gì và cứ tiếp tục dùng đi. Sau đó tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Không những tôi không còn đau đớn nữa, mà những căn bệnh tuổi già của tôi cũng đã biến mất hoàn toàn. Trước đây tôi thường bị đi tiểu đêm, giờ tôi không còn như vậy nữa. Mỗi năm tôi đều đi tổng kiểm tra sức khỏe. Tháng 8 vừa rồi, bản báo cáo sức khỏe đã chỉ ra rằng tuyến tiền liệt của tôi trước đây bị sưng, giờ đã nhỏ hơn, từ 8 xuống còn 6. Chỉ số đường trong máu của tôi trước đây là 8, giảm xuống còn 5,3. Chỉ số cholesterol của tôi trước đây là 7 cộng, giờ chỉ còn 4 cộng. Quan trọng nhất là tay của tôi. Trước đây bị tê và tôi không thể nắm lấy tay. Nhưng giờ tôi đã có thể nắm lấy bàn tay của mình. Trước đây tôi phải dùng nạng để đi vệ sinh. Giờ tôi không cần nữa. Giờ tôi không cần dùng nạng và thậm chí tôi có thể chạy. Trước đây vào buổi sáng khi tôi đi tiểu, thực sự rất khó khăn. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Ngay cả cái đó của tôi giờ cũng dâng lên được. Khi tôi đi tiểu, thực sự cảm thấy rất thoải mái, không như trước đây. Tôi rất biết ơn viên nang Pertier. Chúng ta hãy tin tưởng vào sản phẩm này. Từ hồi còn học tiểu học, khi đi đại tiện, Ada luôn thải ra phân cục và bị chảy máu. Lúc đầu, cô không lo nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Và mẹ cô giải thích rằng đó là do cô bị nóng trong. Tuy nhiên, tình trạng này trở nên tồi tệ hơn trong những năm cô học cấp 2. Nó khiến cơ thể cô đau đớn và cần các cuộc phẫu thuật giải phẫu. Ada thích các món ăn cay và đây là nguyên do khiến cô luôn tái diễn căn bệnh này. Tình trạng trầm trọng hơn trước đó. Sau đó, cô đã phải sử dụng băng vệ sinh để ngăn máu chảy. Và bác sĩ khuyên cô nên dùng một cuộc phẫu thuật khác. Nghĩ đến những đau đớn do phẫu thuật, cô rất do dự để quyết định có nên làm nữa hay không. Một ngày, cô đến thăm chú của mình và ông khuyên cô nên uống viên nang nho thai Pertier. Cô đã uống 12 viên trong 3 ngày. Và hiệu quả ngay tức thì, phân cục đã nhỏ lại và cô không còn bị chảy máu nữa. Cô băn khoăn do phân cục tự nhỏ lại hay do viên nang Pertier. Cô đi gặp bác sĩ và ông kết luận rằng cô không cần đến bệnh viện để làm phẫu thuật nữa. Cô chỉ cần làm một cuộc tiểu phẫu nhỏ ở phòng khám của ông. Quá ngạc nhiên và bất ngờ, cô luôn tự hỏi bản thân, làm thế nào mà nó có thể được như vậy? Sau khi uống 30 viên nang Pertier, Ada tổng kiểm tra cơ thể và nhận được kết quả rằng phân cục đang ngày càng nhỏ hơn và cô không bị chảy máu nữa. Lúc này, cô đã hiểu hiệu quả mang lại là do viên nang Pertier. Quan trọng hơn, cô đã cảm thấy thoải mái và không còn đau đớn một chút nào nữa.
Con trai của tôi là người sử dụng sản phẩm này trước. Nó mang về và không cho tôi nhìn thấy. Bởi nếu tôi nhìn thấy, nó sợ tôi sẽ mắng nó. Bởi vì sản phẩm này quá đắt, nó sợ tôi sẽ mắng nó đã bị người khác lừa. Trước đây mặt nó nhìn rất đen và bẩn. Nó làm thợ hàn trong một nhà máy sắt. Chân nó có rất nhiều vết sưng và khuôn mặt luôn đen đúa. Sau khi nó sử dụng một thời gian, tôi hỏi, Asun, con đã bôi gì lên mặt vậy? Tại sao mẹ hỏi nhiều vậy? Mẹ đừng hỏi nữa. Ừ được rồi, vậy là tôi không hỏi nữa. Sau khoảng 2 tuần, khi tôi chuẩn bị đi Trung Quốc, mẹ cầm lấy một hộp mà uống. Bao nhiêu tiền? Tại sao mẹ cứ hỏi về tiền vậy? Mẹ cứ dùng đi rồi nói, nhưng nó vẫn không dám nói về giá tiền. Nên tôi cầm lấy. Sau khi sử dụng 4 ngày, tôi cảm thấy rất đau đớn. Tôi không thể đứng dậy được. Thực sự rất đau. Nhưng con trai tôi nói, tôi không được dừng uống. Tôi bị đau trong 10 ngày tiếp theo. Sau đó dần dần tôi không còn bị nữa. Không thì tôi cũng không thể chịu đựng được mất. Tôi tiếp tục sử dụng sản phẩm. Sau khi sử dụng, sức khỏe tôi khá hơn nhiều. Chân tôi đã khá hơn. Ngón chân tôi trước đây không thể gập vào bởi nó rất cứng. Giờ nó đã có thể gập lại được, rất linh hoạt. Chân tôi trước đây bị sưng và không thể nhìn thấy được xương. Con trai tôi trở lại và nói, mẹ, hình như con đã có thể nhìn thấy xương của mẹ rồi. Thực sự sau khi sử dụng, tôi không còn bị giữ nước trong người nữa. Rất may mắn là tôi đã sử dụng sản phẩm, không thì khi đến Macau, tôi đã không thể leo bậc thang. Sau khi dùng viên nang, tôi đã có thể leo bậc thang, không thì tôi đã phải tập tễnh khi đi bộ. Giờ đây tôi có thể leo cầu thang. Trước đây có một hay hai viên sỏi xuất hiện trong thận của tôi. Khi tôi đi phẫu thuật laser, sỏi rất cứng. Chúng biến mất sau khi tôi...